build nốt cái con dưa hấu quyết ác. Đây rồi, ok. Mình sẽ spawn Gigakatua ra. Tầm này là Gigakatua, cho nó thực sự là hardcore luôn. Nào, Gigakatua luôn nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Ui, 5 Gigakatua mà không ăn thua anh em ạ. 5 con Gigakatua rồi mà không ăn thua, không làm được gì luôn ấy. Ui, ghê thật. Ok, và hello, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Lâu lắm rồi chúng ta không quay trở lại với lại cái Mota Hypno. À, không phải Hypno anh em ơi, mà là Doom, Doom Plan anh em ạ. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với lại Doom Plan để đánh cái con dưa hấu Doom anh em nhé. Lần trước thì mình đã làm con mèo Doom với lại con Gatling Doom rồi. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại cùng với lại anh em trải nghiệm nốt cái con dưa hấu Doom anh em nhé. Con gọi là con dưa hấu Doom. Ok, chồng này anh em này. Trong cái trận đấu này thì mình sẽ chơi ở trong chế độ survival nha anh em, chế độ sinh tồn nha. Thì mình lúc đầu thì mình vẫn cứ trồng săn thôi, mình cứ trồng hoa hướng dương để lấy săn thôi. Một cái săn của hoa hướng dương trong này thì chúng ta sẽ được là 500 săn anh em nhá. Mà để mà mua được một con dưa hấu Doom này thì anh em mình cần phải mất là 2000 săn. Thế cho nên là cứ trồng một cái hàng hướng dương đầu tiên ra trước đã rồi anh em mình tính sau tính tiếp. Đó, còn bây giờ thì cho cả bom nổ đây cho nó vui này. Ô, không nổ à? Không nổ à? Thì cứ để đấy. Không nổ thì cứ để đấy. Ok, được cái là trong cái mod này như mấy cái quả bom thì nó không nổ đâu. Ô, cũng được, chả sao cả. Rồi, tí nữa thì nếu như mà đánh xong thì mình sẽ spawn thêm gì nhỉ? DR5 bot ra đánh cho sướng em nhá. Spawn ra thêm DR5 bot đánh cho sướng. Chứ mà cái tầm sử dụng kiểu bom nấm nguyên tử như này rồi mà không chơi mấy lại DR5 bot thì mấy con zombie này nó hơi yếu. Nên là anh em cứ vác con DR5 bot xuống chơi nó thoải mái anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ spawn ra con DR5 bot luôn nha anh em. Thì mình sẽ spawn nó ở hàng nào không biết đâu. Mình sẽ spawn nó ở đây luôn này. Ok, chuẩn bị anh em này. Tới này. Ôi, đây rồi anh em ơi. DR Rambot đây rồi. Nó tới rồi anh em nhá. Thì thử xem mà chúng ta sẽ đánh với lại con DR Rambot này như nào. Khả năng là mình sẽ spawn thêm cả Kakatua ra đi. Spawn thêm cả Kakatua ra đánh cho nó sướng anh em nhá. Kakatua này. Thằng thứ 9 và Allround này, Zombie này. Đây, Kakatua này. Ui giời Kakatua. Gagatua không ăn thua anh em ạ. Gagatua đúng rồi, không ăn thua luôn. Ui nổ. Ui dồi ôi. Gagatua nó cái tầm kia thì làm sao mà đỡ được. Ấy, 1 Gagatua, 2 Gagatua, 3 Gagatua, 15 con Gagatua đồng thời xuất hiện mà không ăn thua gì anh em ơi. Thế thì cái tầm đấy làm sao mà đỡ được. Khó quá. Khó cho zombie quá. Đây, thế thì mình sẽ 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Ui dồi, 5 năm nặng à, đây rồi DR5 bot nó ngó đầu xuống đây rồi. Nào để xem mày chịu được bao nhiêu phát nào. Nào. Ui. Đừng nói nổ luôn nhá. À chưa nổ. Nhưng mà nó ném ra cái quả cầu nó mà thở ra cái quả cầu lửa cái thì mình cũng hơi bị căng thẳng đấy. Không sao, kệ đi. Mình sẽ build up lại là được, mình sẽ trồng lại là được. Bởi vì trong cái mod này thì săn của anh em mình nhiều mà nên nó thoải mái thôi. Ok, sang qua ngày đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ sang những ngày tiếp theo. Thì vẫn những cái plan cũ thôi. Anh em mình vẫn cứ mang đi thôi. Săn những cái thứ mang hết đi. Mấy cây Doom Plan thì anh em mang hết đi. Rồi ok. Mang thêm cây nào Doom Plan cái thứ nữa đâu rồi. Mang hết đi nhá. Đâu. Còn cây nào Doom Plan nữa nhỉ? Sao lại dư vừa nãy mang hai ô đâu nhỉ? Đây rồi, mang cây đấy rồi này. Mang dưa hấu rồi này. Mang tạm cái này với lại game quả bom đi. Ok, thế này thôi. Nào, sang ngày thứ hai. Thử xem là ngày thứ hai nó sẽ như thế nào nào anh em nào. Chúng ta vẫn cứ trồng dưa hấu Doom ra nhá. Vẫn cứ trồng dưa hấu Doom ra. Ôi, cứ như thế mà đánh. Từ từ mình kiếm nốt khoảng 500 săn nữa để build nốt cái con dưa hấu quyết ác. Đây rồi, ok. Mình sẽ spawn Gigakatua ra. Tầm này là Gigakatua, cho nó thực sự là hardcore luôn. Nào, Gigakatua luôn nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Ui, 5 Gigakatua mà không ăn thua anh em ạ. 5 con Gigakatua rồi mà không ăn thua, không làm được gì luôn ấy. Ui, ghê thật. 5 con Gigakatua mà không đỡ được.
À đâu, 5 x 5 là 25 mà. Ây, đây, 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 ui đông rồi, đông rồi. Ui đông rồi, ui đông rồi. Lần thứ hai con DR nó bot nó ngó đầu xuống nhá. Thì thử xem lần thứ hai nó có đi luôn không. Ừ, à không đi à, không đi à. À cái này nổ được này, cái này nổ được này. Nổ, đúng rồi, ô không, không à. Ai, à đây rồi, rồi. Ui chết nhanh thế, ui rồi ôi. Thế tính ra đúng là hai lần ngó đầu xuống thôi là đã bị cái nấm, à cái quả dưa hấu nguyên tử của mình nó cho đi tong luôn rồi. Sợ thật anh em ạ. Chứng tỏ là sức công phá của cái con dưa hấu nguyên tử này thực sự là gọi là hủy diệt luôn anh em ạ. Ok, không biết là cái thứ này là ok chưa nhở, hay là anh em mình có làm thêm một con DR robot nữa không, đánh thêm một con DR robot nữa không. Nếu như mà muốn thì mình có thể chơi thêm một con DR robot nữa nhá. Một con DR robot nữa này. Đây, một con DR robot nữa nha anh em. Đâu rồi, đâu rồi? Chưa spawn à, chưa spawn à? Đâu rồi? Chưa thấy con DR robot tiếp theo nhỉ? Hình như hơi thiếu thiếu gì đó hay sao ấy. Đây, DR robot. Ô, hình như là chỉ spawn được một con DR robot thôi sao anh em ơi? Đây, cái này thế nào? Vẫn spawn được Gigakatua mà. Ô nhưng mà sao à đây win cái này là đây là hộp quà, chưa phải win. Chưa phải win, chưa phải win mà. Chưa phải win. Ô nhưng mà sao không spawn được thêm một tiếp nhỉ? Ừ, mình phải spawn thêm được một con DR robot nữa đánh mới vui. Đâu thế nào? Không ra thêm được một con DR robot nữa đâu anh em ơi. Nó chỉ cho anh em mình spawn được có một con DR robot thôi. Ô thế chịu à? Thế anh em mình chỉ được một con DR robot thế thôi à? À đây rồi, zombie Archimling cái gì đây rồi? Cờ đến à? Cờ à? Cái cờ này cũng hôn thua. À sang ngày tiếp theo. À đây rồi. Đây rồi, thấy cà giật này là chắc là có DR robot rồi. Ngon, 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 ngon quá luôn đấy chứ. Có DR robot ra là quá ok, quá ok. Rồi, vác hết cây cối các thứ đi. Xong. Rồi, tiếp tục, tiếp tục. Đâu? Thêm được con DR robot nữa không? Thêm được con nào nó không? Ô, không thêm được con nào à? À có thêm nhưng mà vô hình. Có thêm nhưng mà vô hình. Đây này, ném liên tục này. Nhưng mà không thấy một con DR robot nào đâu. À, có thì hình như có nhưng mà vô hình như sao á. Lạ nhỉ, có lại còn vô hình ạ. Ôi vãi cái trưởng thật. Ui, ui nổ cái gì kia. À nó ném xe, ném xe. Có DR robot nhưng mà nó vô hình anh em ạ. Có DR robot nhưng mà nó đang bị vô hình. Đó, do là chúng ta spawn nhiều quá. Ok, ok, không sao, không sao, không sao, kệ đi. Thế thì mình spawn Gigakatua ra cho nó nhìn thấy này. 1 này, 2 này, 3 này, 4. Ui, mất hết cây của mình rồi. Sao mất hết cây của mình rồi này. Ui. Hình như là DR robot nhiều quá hay sao ấy. Ồ, hình như thế. Ui, ác thế nhở, ác thế nhở, ác thế nhở. Bùm, nổ, đúng rồi, nổ. Phải nổ thôi, tầm này phải nổ thôi. Ui, DR robot hình như nó nhiều quá ấy. Mình ấn phải mấy con ấy. Nên bây giờ lắm DR robot quá. Đây, quả cầu này, quả cầu này. Quả cầu có cầu lửa sao ấy. Cầu lửa sao ấy, không phải cầu tuyết. Cầu tuyết thì mình còn sử dụng cái lửa kia để được. Nhưng mà này chịu. Vẫn chưa xong cơ mà, vẫn chưa xong cơ mà. Ôi nhưng mà đánh mà không nhìn thấy như này thì cũng không ok lắm anh em ạ. Thôi, này đánh này thì không ok lắm đâu. À cầu lửa, cầu tuyết kìa. Thôi tầm này chắc là thôi anh em nhá. Chúng ta nên dừng video này tại đây thôi. Nhìn như này là thấy sức mạnh con này quá khủng khiếp rồi. Chúng ta cũng không nên cày kéo thêm làm gì. Bởi vì cũng không nhìn thấy con DR nó bot tiếp theo để mà đánh ấy. Toàn con gì ấy anh em ơi. Ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Nếu như anh em thấy video hay, hãy để lại cho mình một like, một subscribe kênh và đừng quên comment xuống phần bình luận nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Bye bye.